Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên cao. Hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 7, tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày có nắng gián đoạn, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết thứ năm ngày 18 tháng 7, tại khu vực thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, có mây, sáng có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, sau có lúc có mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, có mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Vâng, vừa rồi là những thông tin về thời tiết Thái Nguyên, còn bây giờ là thông tin chi tiết về thời tiết ngày mai 18 tháng 7, các khu vực trên cả nước và một số thành phố trên thế giới. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.